Khi bị con muỗi, con kiến cắn và mình đập nó trong vô thức vì không kiềm chế được thì đây cũng là nghiệp sát sanh đúng không ạ? Xin thưa là đúng như vậy. Tại vì á, nói nó hơi kỳ là tại vì chúng ta làm ác nó thuần thục rồi cho nên là chúng ta làm rất là nhanh. Chứ nếu như á, quý vị hành thiền á, thì chúng ta sẽ nhạy bén hơn với tâm của chúng ta. Tức là chúng ta sẽ phát hiện ra là con muỗi nó chích và mình sẽ trải qua những giai đoạn tâm như sau: phát hiện vấn đề tức là ngứa, và sau đó tâm nó cho chúng ta tín hiệu là con muỗi, và chúng ta đi tiếp cái tâm tiếp theo nữa là đập nó, rồi chúng ta ra lệnh cho tay là đập nó ngay lập tức để nó bay, và sau đó là chúng ta đập chết nó. Tâm rất là nhanh. Mà nếu như chúng ta không thành thật với mình, chúng ta nghĩ nó là tự động vô thức, xin tư không có vô thức. Đập mũi là không có vô thức, ngứa gãi cái đó có thể là vô thức, nhưng đập mũi nó không phải vô thức yeah. Mà nó là hành động có ý thức. Nhớ giùm sư như vậy. Và khi chúng ta hành thiền á, tâm chúng ta dần trở nên nhạy bén, thì xin thưa là ngay cả khi mà ngứa thì chúng ta cũng biết chỗ đó ngứa và cẩn trọng. Cái này thì không có thầy nào dạy sư hết, nhưng mà có lần khi mà sư ngứa, sư đưa tay sư gãi, mà khi gãi xong đưa ra thấy con muỗi nó chết. Và từ đó trở đi mỗi lần ngứa thì cẩn trọng, hoặc thậm chí là bị đau á, đau do kiến cắn thì cũng phải cẩn trọng. Dường như ngứa cẩn trọng đưa nhẹ thôi, nhẹ vô cái chỗ để coi, để nếu có con muỗi á, thì nó thấy tay mình gần tới á, sờ nó hoảng nó bay, như vậy sẽ không có trúng. Và khi con kiến á, nó cắn thì để yên cho nó cắn. Chừng nào có điều kiện thì mới nhìn tới chỗ đó. Tại vì kiến nó cũng có nhiều loại kiến. Có con kiến lửa, nó cắn đi nó sẽ cắn khác. Đối với con kiến lửa thì mình có thể mình dùng tay mình nhẹ nhàng mình bắt nó mình bỏ ra. Nhưng một số con á, thí dụ như con kiến gió, chỉ có thổi thôi, chứ còn đụng vô nó chết liền. Không bắt được, kiến gió là không bắt được, đụng vô nó chết liền. Thì mình biết như vậy thì chịu, ráng chịu, không sao, cho nó cắn vài cái tự nhiên là nó bò chỗ khác. Thì khi tâm chúng ta nhạy bén, chúng ta sẽ biết được cái quá trình diễn biến của tâm mình. Cho nên sư mới nói là con muỗi, con kiến cắn mà mình đập á, là có nghiệp sát sanh ở trong đó.